là anh không có muốn làm đâu, nhưng mà ba quá bất công. Anh dồn hết tâm huyết suốt mấy năm trời của anh, nhưng ba luôn nghĩ là em tốt hơn anh. Đúng, quá không công bằng. Nhưng mà anh có biết không, những gì anh đã làm nó có ảnh hưởng rất lớn tới công ty chúng ta đó. Đành chịu thôi, em không phải là chủ tịch hay sao chứ. Em tự dùng năng lực của mình đi giải quyết vấn đề đi. Liệt, kinh nghiệm làm việc của em vẫn còn quá ít đó. Hay là như vậy, em từ chức chủ tịch công ty đi, sau đó tiến cử anh giữ chức vụ này. Anh sẽ chăm sóc thật tốt cho ba, coi như điều kiện trao đổi. Còn phần của em, sau này sẽ trở thành cố vấn của anh, muốn bao nhiêu tiền lương cũng được, có thể đi du lịch như em hằng mong muốn rồi, được không? Em chính thức khai trừ hai người, đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Nếu không thì đừng trách em không khách khí. Giá cổ phiếu đang xuống rất nhanh. Bắt chước được chữ ký của chú Soma chưa? Mau nỗ lực lên đi. Như vậy có nghĩa là mình có thể chuẩn bị tiệc ăn mừng rồi. Ngày hôm nay tôi tới với tư cách là con trai của ba tôi, mong sẽ nhận được sự đồng tình. Mọi người đều là trưởng bối thân thiết. Tôi muốn hỏi ý kiến của mọi người về tương lai công ty của chúng ta. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đã xong rồi. Mời cô. Có mộc của công ty, người làm chứng cũng chuẩn bị xong rồi, chỉ cần anh chuyên tâm ký tên thôi. Anh đừng có quên đó, giao dịch mà chúng ta đã thỏa thuận trước đây, cho dù có ra sao thì cậu vẫn là luật sư của tôi. Chút chuyện nhỏ này cậu còn lo sao? Nếu lỡ có sai sót gì xảy ra, tôi cũng sẽ không trách cậu đâu. Tôi cảm ơn cậu không hết nữa mà. Khi nào cậu mới dừng tay? Cậu cũng biết, có đấu cũng không thắng được đâu. Có tin nhắn nói là chúng ta hãy mở đài ba xem. Lét đang mở cuộc họp báo. Tôi muốn gửi lời xin lỗi mọi người vì những chuyện đã xảy ra. Tôi xin khẳng định một lần nữa là tôi có thể thay thế ba tôi và quản lý được công ty, cũng sẽ làm thật tốt. Cuối cùng, để báo đáp lại sự tin tưởng mà người dân đã dành cho công ty của chúng tôi, thì tôi sẽ quyên tặng thuốc với tổng trị giá là 700.000 bạc cho các bệnh viện ở trên toàn quốc. Ngoài trừ chuyện này, tôi cũng sẽ giảm giá thuốc bán ra trên thị trường xuống mức là 30%. Mong mọi người sẽ tha thứ và sẽ tiếp tục tin tưởng công ty chúng tôi giống như trước đây. Alo. Cảm ơn nha. Được rồi, chỉ lấy được 2% thôi. Được rồi, ít ra cậu cũng đã làm rất tốt rồi. Vậy thì chưa chắc đâu. Vận mệnh của con người nó khó mà đoán được lắm. Theo như tình báo của phía tôi, bọn họ đã nói là những cổ đông trước đây của ba anh đã mua rất là nhiều cổ phiếu. Nhưng mà dù sao, họ cũng không thể thắng được chúng ta. Trừ phi là cô Lét cũng đứng về phía của họ.
Võ lấy cao ngạo, tính tình lại cố chấp, tuyệt đối sẽ không làm vậy đâu. Mình đúng là có rất nhiều cổ phần, nhưng mà giá cổ phiếu đang hạ, nhiều có tác dụng gì? Trời, anh mát, nếu như đây là vấn đề thì đem bán hết cổ phần đi, nhiều đó thôi cũng đủ giàu rồi. Anh là một người tay trắng, không cần đầu tư một phân tiền nào, chỉ có nhận được thôi. Hai người muốn thế nào thì mau mau suy nghĩ kỹ đi. Vì tôi nghe nói là Lex sẽ hẹn các cổ đông công ty vào ngày mai đó. Alo, cậu nói sao hả? Tin tốt. À, được được, tôi sẽ qua liền. Nè, bạn trai của Lali gọi điện nói có tin tốt, anh đợi nghe tin tốt từ em nha. Tạm biệt. Lali của bạn trai hồi nào vậy? Nè, con về rồi hả? Qua đây đi con. Nè, xem thử coi, nếu mẹ đeo chiếc túi này thì có giống mấy bà giàu có hay không hả con? Nhưng mẹ lấy đâu ra tiền mà mua túi vậy? Đừng có nói với con là mẹ đi chơi bài nữa nha. Không, chính là người có tiền đã mua túi cho mẹ, thậm chí là mua tặng cho mỗi người. Đây là món ăn mà cô thích nhất đây nè, tôi đã đích thân xuống bếp làm cho cô đó. Cậu ta gọi điện thoại hỏi mẹ là con thích ăn cái gì. Nè, cậu ta còn mua cả quà cho Sô với Thun nữa. Đều là những món quà đắt tiền hết đó. Tôi nghĩ là anh nên đem quà về đi. Nè, tại sao phải đem về? Tặng thì cũng đã tặng rồi mà, ai lại đem về vậy được? Cô Lali à, cô giận tôi về tới nhà cô mà không xin phép cô trước hay sao? Tôi thật sự cảm thấy ngại lắm, tôi không dám nhận món quà đắt tiền như vậy đâu. Lần sau tới anh không cần phải mua món quà đắt tiền đâu. Ok, tất cả mọi chuyện đều nghe theo lời của cô hết, nhưng mà lần này cô nhận lấy quà của tôi có được không? Tôi xé nhãn ra hết rồi, đem trả lại cũng không được đâu. Đúng rồi, con đúng thật là nhiều chuyện mà. Con không lấy thì để đó mẹ lấy cho. Mà chị Sô à, chào chị. Chào cậu. Chị Sô, đúng là có con mắt nhìn xa đó nha, chị tới đúng lúc ghê. Chị ở lại thưởng thức tài nghệ của tôi đã nha. Được. Để tôi đi vô trong bếp xem đồ ăn ra sao đã. Vậy thì để tôi đi giúp anh. Cô chỉ mới vừa về tới thôi, cô Lali à, tôi nghĩ là cô nên đi tắm rửa thay đồ trước đi. Vậy cũng được. Mẹ nè, vậy con đi rửa tay trước nha. Ai muốn đi đâu thì đi đi, chỉ cần mẹ có tiền, có đồ tốt để xài như vậy là quá vui. Bạn của cậu muốn mua cổ phần công ty của tôi sao? Đúng vậy, có thể mua càng nhiều thì càng tốt. Thật là đúng lúc ghê. Anh Mark đang muốn bán 49% cổ phần anh đang nắm giữ. Nếu bạn của cậu có hứng thú thì lẹ lên đi, tại vì chúng tôi không có thời gian chờ. Nhưng mà bạn tôi nói là bây giờ giá cổ phiếu công ty đang bị hạ xuống rất thấp, cho nên là tôi không dám đảm bảo bạn tôi có dám mua hết nữa hay không. Vậy đi, cậu nói với bạn của cậu là tôi sẽ bán cho cậu ta với giá ưu đãi nhất. Cũng được, vậy thì tôi sẽ thông báo cho bạn của tôi ngay. Được, vậy phiền cậu giúp tôi nhanh nhanh chút nha. Vậy thì tôi có thể nhanh chóng xử lý mọi chuyện, vì tôi có bí mật giữa anh Mark với ba của ảnh đó. Ok, vậy thì tôi sẽ lập tức xử lý ngay. Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về tình hình của công ty đã có những chuyển biến tốt. Hôm nay sau khi mở cửa, tốc độ giảm giá đã chậm dần lại rồi. Các bệnh viện và công ty đều không có dấu hiệu muốn mua lại cổ phần nữa. Vậy nên tôi muốn mời tất cả mọi người. Anh Quy.
Rakanya, tôi muốn cô phải lập tức thôi việc ngay bây giờ. Bây giờ đây, tôi chính là cổ đông lớn nhất của công ty. Dựa theo văn kiện và bằng chứng này, anh Quyên hãy trả lời em đi. Anh hận gia đình em tới mức này luôn sao? Hận cái gì chứ? Chuyện tôi làm đều là thủ đoạn trong làm ăn mà thôi. Không giết người rồi cướp công ty giống như là ba cô. Hai người thực sự bị ổ giống như nhau. Ý của anh nói là gì? Cô đừng có làm bộ giả nghi thử đây nữa. Cô là thám tử, điều tra chỗ ở của tôi, sau đó báo tin cho ba cô, rồi để cho Nai Wu tới giết tôi. Thất vọng vì tôi chưa chết có đúng không? Anh đã hiểu làm em rồi anh Quyên à. Ai cũng được, gọi lao công tới đây, dọn hết đồ của Rakanya ra khỏi công ty cho tôi. Không cần đâu, em tự thu dọn được mà. Tôi vẫn còn là một người nhân từ. Cô vẫn còn 2% cổ phần của công ty đó. Tôi cho phép cô lựa chọn, hoặc là muốn làm bảo vệ hay là làm lao công ở đây. Thủ đoạn báo thù này của anh thật là giống như một đứa con nít, chẳng hơn chẳng kém. Càng ngày sự kính trọng của em dành cho anh càng ít đi. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ để cô kính trọng tôi. Cô chỉ là con gái của kẻ thù giết ba tôi, còn cướp cả công ty của ba tôi nữa. Vậy thì anh có thể yên tâm được rồi đó. Em sẽ chuyển cổ phần qua cho anh hết. Mình sẽ không còn nợ nần gì nhau nữa. Kể từ nay về sau, chúng ta đừng gặp mặt nhau nữa. Đã đem căn nhà sang tên cho mẹ rồi. Với lại mỗi tháng con sẽ cho mẹ 30.000 làm sinh hoạt phí. Hả? 30.000? Ừ. Úi trời đất ơi. Nè, Thu nói với mẹ con bán cổ phần được tới mấy chục triệu lận, vậy mà chỉ cho mẹ có 30.000 thôi. Hả? Nó có xứng đáng với số tiền mẹ bỏ ra để nuôi con hay là không? Hả? Cái đứa con bất hiếu này, đâu con nghĩ thử coi. Trời ơi, nghĩ tới thấy đau lòng. Tại sao mẹ có đứa con như con được chứ? Mẹ ơi. Được. Rồi, đây nè, cầm lấy thẻ của mẹ đi. Con sẽ chuyển cho mẹ 1 triệu. Nhưng mà sau này sẽ không có nữa đâu. Bao nhiêu đó thôi. Vậy thì cũng được. Như vậy mới được gọi là đứa con gái có hiếu. Chẳng trách lúc mà mẹ mang thai con, mẹ mơ thấy cái gì con có biết không? Mẹ mơ thấy có một đi cô đưa một đứa bé gái để cho mẹ nuôi, vừa dễ thương lại trắng. Đây là ác mộng. Chắc Nico đã mang thai trước khi xuất gia. Nè, cái đồ miệng thối, em coi chừng một phần tiền cũng không có được. Đừng. Em chỉ chọc mẹ thôi. Cho em đi. Ê, không có đâu. Chị cho mẹ hết rồi. Nếu như mà em muốn á, thì lấy của chỗ bà Mali đi. 1 triệu lận đó. Nè. Ê, con phải đi ăn với bạn con về trước đi, tạm biệt. Nè, số à. Nè, lúc nào mà con muốn đi ra ngoài chơi á thì nhớ tìm mẹ trước, phải dẫn mẹ đi cùng, vậy thì mẹ mới được mở mang tầm mắt chứ. Mẹ à, mẹ có tận 1 triệu, mẹ có thể tự đi một mình được mà. Cho con 200.000 đi. Con tính sẽ đi mua một chiếc xe nhỏ,
Vậy mẹ sẽ có người chở mẹ đi chơi bài rồi. Don't miss the shopping. Hay là mẹ thử nghĩ coi, mẹ mà có một chiếc xe màu đỏ sẽ rất giống phu nhân. Đúng vậy. Mẹ không thể chịu nổi nữa rồi. Nè, mẹ sắp sửa trở thành phu nhân Ba Ly. Hơn nữa còn là phu nhân bạc triệu. Vậy mình chia tiền trước nha mẹ. Ê khoan đã. Đừng có động tay vô nghe chưa. Chị Sô chị ấy về rồi hả mẹ? Ừ về rồi. Nè, nó cho mình nó cho mình 30.000 đó. Còn phải đem đi đóng tiền điện nước. Còn đóng đi. Hiện giờ công ty Soma do Quy xét. Đó không phải là bạn trai em sao? Con trai duy nhất của ông Quy xét Won Su Lakan tiếp quản. Chẳng trách hắn ta cho chị Sô công bố tình trạng ba chồng chỉ để giá cổ phiếu hạ, rồi hắn ta mua lại để tiếp quản công ty đó. Bạn trai em thiệt là gian xảo quá đi. Mau nói thật đi, em đã nhận bao nhiêu tiền để giới thiệu hắn với chị Sô? Mau chóng bình phục, nhất định phải khỏe lại. Anh Quyên đã lấy lại công ty rồi, cũng coi như là chút bù đắp cho những việc mà bà đã làm với gia đình của anh ấy. Còn phần anh Quyên, con nguyện dùng cuộc sống của con để bù đắp. Trận đấu giữa hai gia đình nên kết thúc tại đây thôi. Ông phải mở mắt ra mà nhìn ông Suma. Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Cô Lali. Ba, con đã lấy lại được công ty của chúng ta rồi. Sau này con nhất định sẽ thay ba, dốc hết toàn lực quản lý công ty. Con xin hứa. Chúc mừng người anh em. Từ bây giờ, cậu sẽ được toàn tâm quản lý công ty này, không cần phải mỗi ngày tính toán tìm cách báo thù nữa. Không kết thúc dễ như vậy đâu. Ông giết ba tôi, khiến cho mẹ tôi phải qua đời, còn muốn làm hại tôi. Tôi muốn cho họ nếm thử mùi vị này. Được, vậy mình tới nhà giết chết ông ta đi. Giết chết Nagu, giết chết Led, giết hết tất cả. Nếu cậu cảm thấy làm vậy mới xứng đáng với ba mẹ cậu thì làm đi. Cậu không cần chế giễu tôi, tôi nhất định sẽ làm. Chỉ là phải đợi chờ thời cơ thôi. Dạ chị Oanh. Dạ, vậy tối nay tôi sẽ lập tức trở về. Được rồi, được, chăm sóc nó giúp cho tôi nha.
Ân ơi bị bệnh rồi, cậu giúp tôi xử lý chuyện ở đây nha. Đừng để qua cho tôi, tôi bận lắm. Nè Quynh, chờ tôi một chút. Ừ. Dạ dì Uyên. Thật vậy sao? Tốt quá rồi, bây giờ con sẽ trở về liền. Dạ. Lúc đi, tôi đi trước nha, tôi phải về gặp ba. Có cần tôi đưa về không? Không sao đâu, ngồi xe máy sẽ nhanh hơn mà. Ngày mai gặp lại nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Lệch. Bà đã nói được rồi. Nắm lấy tay ba cô đi cô Lệch. Cảm ơn cô nha. Nếu như mà cô không từ chức để tới chăm sóc cho ba của tôi, ba tôi sẽ không khỏe lại nhanh thế như vậy đâu. Cũng nhờ bác có ý chí kiên cường và nhờ sự cổ vũ của cô, buổi sáng lúc tỉnh dậy thì bác luôn miệng gọi tên của cô đó. Tôi với dì Uyên đều rất là vui. Ba ơi, ba ráng chịu đựng một chút nha ba. Bất kể phải đợi bao lâu, con cũng sẽ ở bên cạnh để chăm sóc cho ba mà. Sẽ không còn lâu nữa đâu. Cô Lách, cô nhìn đi, phản ứng của ba cô rất là tốt. Bác ấy sẽ sớm trở lại bình thường và khỏe lại thôi. Nếu như không có chuyện gì nữa thì con đi làm nha ba. Ba ở với Lali nha, như vậy mới mau khỏe lại được. Phiền cô Lali chăm sóc tốt cho ba tôi giùm nha. Chúng ta ở đây hóng gió thêm một lát nữa rồi vô nhà nha. Cử động ngón tay nhiều vào thì mới mau khỏe lại được. Sao hả? Vẫn còn mặt mũi sao? Anh rút hơn 400 ngàn ra chỉ chơi một ván rồi gì? Kết quả toàn bộ đều tan thành tro hết rồi. Bây giờ sao đây? Một phần tiền cũng không còn ôi, nữa. Ôi, đau. Rồi đau mà. Ê, còn tiền vốn đó. Mẹ nói muốn đầu tư không phải sao? Kêu mẹ chuyển tiền qua đi. Tới điện thoại di động cũng không có. Anh coi đi, quanh đây cũng không có điện thoại công cộng luôn.
Nè 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 nè, con Lét đó vẫn còn cổ phần ở trong công ty. Bây giờ chắc nó làm chủ tịch rồi. Bây giờ mình tới văn phòng tìm nó, tới lúc chuẩn bị quay về đừng có quên xin chút tiền rồi hắn về nha. Taxi. Để người dân được hưởng những dịch vụ y tế tốt hơn là tâm nguyện lúc đầu của ba tôi khi mà thành lập ra công ty sản xuất thuốc này. Vậy nên đạt được lợi nhuận không phải là mục tiêu của chúng tôi. Tôi với các cổ đông ở trong công ty sẽ mãi luôn thực hiện theo tâm nguyện của ba tôi. Nè, qua đi. Nè, trả cho tôi tiền taxi đi. Lát nữa tôi sẽ biểu người trả lại tiền cho. Không có tiền à? Sao hai người không tự trả đi? Nè 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 nè, còn cứng miệng nữa hả? Gọi bảo vệ trưởng tới đây, trả tiền taxi rồi đưa tôi qua đường. Mình đi. Khoan đã. Anh muốn đi thì trả tiền cho tôi trước đi. Bộ hai người muốn gạt tôi sao? Anh bảo vệ giúp tôi giữ bọn họ lại đi. Đi đi đi. Khoan đã. Không được phép đi nha. Lén lén lúc lúc à. Nè, cái hạng người như anh á, không có cửa để nói chuyện với vợ chồng tôi đâu. Coi chừng bị khai trừ đó. Có biết chúng tôi là ai không hả? Biết. Là hai kẻ muốn quỵt tiền taxi chứ vậy. Nè, cái miệng thối của anh. Trời ơi, chết rồi. Có gì từ từ nói cũng được mà. Trời ơi. Chị tới rất là đúng lúc. Mau trả tiền taxi giùm đi. Sẵn đuổi việc anh này luôn nha. Sao hả? Biết lợi hại chưa? Chúng ta đi. Ui. Lét nó cũng điên rồi, treo hình kẻ thù ở trong văn phòng mình. Anh nè, em thấy bầu không khí này hình như không được đúng cho lắm. Ánh mắt của nhân viên nhìn mình thật khác lạ. Em nghĩ nhiều quá rồi. Cậu Quy Xét, cậu tới đây làm gì vậy? À, cậu tới tìm người bạn mua cổ phần của cậu sao? Nè, Quy, không phải là mày đã chết rồi sao? Khoan đã, nè, bộ hai người có quen biết nhau sao? Hắn ta chính là con của người này. Hắn nói ba của mình giết ba hắn rồi cướp lấy công ty này. Mấy anh chị đưa hai người này ra khỏi văn phòng, sau đó đuổi ra khỏi công ty cho tôi. Dạ, chủ tịch. Nè, khoan. Chủ tịch hả? Cậu làm như vậy là sao hả, cậu Quy Xét? Khoan đã. Mày chỉ có 3% cổ phần thôi mà. Phải, cho dù mua hết, chỗ chúng tôi nhiều nhất cũng chỉ có 49%. Như mới lúc nãy Maya cũng đã chuyển cho tôi 2% nữa. Với 2% còn lại thì tôi phải cảm ơn cô Rakanya rồi. Lét sao? Lét hả? Hết việc rồi đúng không? Xin mời, tôi còn phải làm việc nữa. Nè, thả ra. Thả tôi ra. Cậu gạt tôi. Thả ra. Cậu dám gạt tôi đi. Cậu gạt tôi. Thả tôi ra. Diệu Anh à, mau ra trả tiền taxi đi. Nhanh lên. Nè, cô Lích, em đem cổ phần bán hết cho Quy Xét, có phải là bị ngốc rồi không? Chị Sô với anh Mark đã bán cho Quy, còn em là chuyển nhượng miễn phí cho anh ấy. Miễn phí hả? Chị cũng biết rõ là nhà chúng ta đã cướp công ty của người ta mà. Em chuyển nhượng hết cổ phần cho anh ấy, vậy thì mình sẽ không còn mắc nợ bọn họ gì nữa. Nhưng mà cái tên Quy Xét đó, hắn ta rất là bỉ ổi. Hắn làm bộ theo đuổi em gái của chị. Đợi khi thân thiết rồi,
hắn liền lặng lẽ trộm mất văn kiện của công ty. Cái gì hả? Tại sao em lại ở đây hả? Lát mướn em tới đây để chăm sóc cho bác Soma. Vậy thì tốt quá rồi. Em mau đem tất cả sự thật nói cho Lát nghe đi. Em chính là nhân vật quan trọng nhất trong vụ việc lần này. Những gì mà chị Sô nói là thật. Đó là lỗi của tôi. Nhưng mà sau khi anh ấy tới nhà, anh ấy mới quen chị Sô, dẫn tới việc chị ấy bị gạt bán hết cổ phần. Tôi xin lỗi, bởi vì đã không nói chân tướng cho cô biết. Tôi đây để làm gì? Cũng là muốn chuộc lại tội lỗi với bác Sô Ma. Xin cô hãy tha thứ cho tôi. Tôi không có giận cô đâu. Cô cũng là người bị anh ấy gạt thôi. Hai đứa đang nói gì vậy? Anh nghe không hiểu gì hết. Anh đó, anh đi mà hỏi em của anh đi, rồi sẽ rõ thôi. Còn em thì đi nói chuyện với em gái em. Qua đi. Nè, tình hình của ông già đó sao rồi hả? Xin chị hãy ăn nói đàng hoàng về bệnh nhân của em. Tình trạng của bác ấy ngày càng khá hơn, sẽ mau chóng bình phục thôi. Thôi tiêu rồi. Ông có nói chuyện liên quan gì tới chị và anh Mát không? Không có. Có phải là chị biết nguyên nhân nào khác không? Xem ra là chị lúc nào cũng quan tâm tới bác ấy ghê. Bị điên rồi à? Chị làm sao có thể biết được đây hả? Chị nhìn thấy ổng bị ngã từ trên lầu xuống, nên chị sợ ổng tỉnh lại sẽ bị mất trí nhớ thôi, rồi đem tội đổ lung tung cho người khác. Nè, nếu biết chuyện gì thì báo cho chị. Chỉ có 3.000 thôi hả? Em chỉ cho được nhiêu đây thôi. Giờ phải sống tiết kiệm rồi. Nhà mình không giống như hồi xưa nữa. Lỗi cũng tại thằng Win hết. Gia đình chúng ta, có lỗi với gia đình của họ thì đúng hơn đó. Anh không tin, Win nó làm vậy chỉ vì á, nó muốn cướp lấy công ty của chúng ta thôi. Thôi bỏ đi. Giờ thì ai sống phần của người đó. Anh có muốn vào thăm ba hay không? Thôi khỏi đi. Ba mà thấy mặt của anh á, sẽ càng giận hơn nữa. Su, ba càng ngày càng khỏe hơn rồi. Lỡ ba nói được thì sao đi? Bởi vậy em đang thu dọn đồ đấy nè. Hả? Vậy còn anh? Anh cứ ở yên đó đã. Anh thử nghĩ xem, nếu như hai người đều biến mất thì em anh chắc chắn sẽ nghi ngờ. Ba thấy là chết chắc đó. Ba anh hiện giờ ngồi xe lăn, đi đâu cũng không tiện. Anh sợ gì chứ? Một khi mà có cơ hội có thể mang theo được cái gì thì chúng ta cứ việc lấy cái đó. Nếu không sẽ thành toàn cho em gái của anh. Cậu Quynh Ân ơi, con đang chơi cái gì vậy? Ông ơi à, may quá. Tôi đang muốn mét với cậu đây nè. Sáng tới giờ con bé không ăn gì hết trơn á. Người ơi, mau ăn cơm đi, không thì lát nữa sẽ không khỏe đó. Nhưng mà con nhớ chị Lét quá. Ba nói đợi khi con khỏi bệnh sẽ dẫn con đi Bangkok. Con nhớ chị ấy lắm. Con nhớ cổ làm gì chứ? Bởi vì chị ấy thích Ân ơi. Còn kể chuyện cho con nghe, còn buộc tóc cho con nữa. Để gì của anh làm thì cũng y như nhau thôi. Không giống đâu. Lần nào gì cũng kể cùng một câu chuyện. Buộc tóc cũng xấu nữa. Biết mỗi đùa ngựa thôi à. Con muốn gọi điện cho chị ấy. Con đưa đây. Sao con có thể lấy điện thoại của ba đi chơi hả? Càng nghe càng hư rồi. Cậu Win à, cậu bình tĩnh lại đã.
Không biết là đứa bé nào muốn có được đồ chơi, muốn có được váy công chúa, muốn có búp bê baby, chắc bây giờ không có muốn nữa rồi đúng không ta? Con đều muốn hết mà ba. Đúng lúc ba đang tính đi Bangkok để mua đây. Nhưng mà người đó không vui, không muốn ăn cơm nữa. Chắc là người đó không muốn nữa rồi ha. Ân ơi, không phải không vui, con đang cười mà. À, để cái thùng ở đây sẽ tốt hơn. Chỗ này nhìn trống quá, không hài hòa cho lắm. 10 giờ ngày mai sẽ bắt đầu rồi. Anh nhắm liệu có kịp không vậy? Đương nhiên rồi, tôi có trợ thủ đắc lực giúp tôi mà. Anh nhìn đi, tới rồi. Xin lỗi nha, tại vì kẹt xe quá cho nên bây giờ tôi mới tới được. Anh Cước, chào anh. Chào em. Tôi đi nghe điện thoại cái đã. Bên đây tạm ổn rồi. Được rồi, cứ vậy mà làm đi. Sao hai người quen nhau hay vậy? Không nói thì tốt hơn. Làm việc trước đi đã. Chị ơi, chị ơi, chị ơi. Wow, Ân ơi, chị nhớ em quá đi à. Đã lâu không gặp Rakhanja. I was just kidding. God damn it. You think I'll really go there? Are you crazy? Yeah. Oh. Okay. Yeah. See it, guys? I told you. See it? See what I mean? Just say that there's no hookers here. You liar. They're already on the streets. Anymore. Yes.
Hello, there's someone knocking at my door right now. But I just want to ask, is it the hotel staff or is it some random person? No, I did not order any food. Wait, are you sure it's Madonna?